và nhiều bạn chọn nó có 5 đồng phân và các bạn đã chọn phải đáp án sai. À, với cái ví dụ số 6 ạ. C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân ester thì đầu tiên chúng ta phải nhìn này. Anh này nó thuộc dạng là gì? Anh này nó thuộc dạng là CnH2n-2O2 đúng không? Nên nó sẽ là ester không no chứa một nối đôi CC đơn. Hả? Được chưa? Ester không no chứa một nối đôi CC đơn. Hả? Ấm chưa? Ấm chưa? Vậy này, đây hỏi đồng phân ester mà mình không lôi axit vào đây nhá. Thế thì phương pháp xác định đồng phân ester không no chúng ta vẫn sử dụng 3, 4, 5 nhá, vẫn sử dụng 3, 4, 5. Nhưng lúc này không phải 2, 4, 8 nữa. 3, 4, 5 lúc này không phải là 3, 4, 5, 2, 4, 8 mà 3, 4, 5 lúc này mình phải xây dựng lại. Các bạn cùng quan sát nhá, các bạn cùng quan sát thì mình xây dựng lại như nào. Nó vẫn là RCOOR phẩy như bình thường và ta vẫn có là R cộng với R phẩy thì bằng mấy C nhỉ? Vẫn bằng 3C đúng không? Và 3 chúng ta vẫn đi phân tích thành tổng các số hạng như thường. 3 bằng 0 cộng 3 bằng 1 cộng 2 bằng 2 cộng 1 đúng không? Giờ các bạn nó thấy đi xây dựng lại nhá. Đầu tiên là xây dựng lại từ anh 0. Anh 0 thì tương ứng với là anh H. H thì vẫn chỉ có 1 chỗ cắm nên 0 nó chỉ có 1. Đấy chưa? Tiếp tục thầy đi xây dựng lại anh 1. Anh 1 tương ứng với lại có 1C. 1C thì tương ứng là CF3. CF3 cũng chỉ có 1 chỗ cắm nên 1 cũng chỉ có 1. Tiếp theo đến anh 2. 2 thì có 2 khả năng. Khả năng thứ nhất là C với C. Thì anh này có trục đối xứng. Và với trục đối xứng như này thì vẫn chỉ có 1 chỗ cắm. Đúng không? Nên 2 vẫn chỉ có 1. Trường hợp thứ 2 là C nối đôi C. Thì tương tự như vậy. Vẫn có trục đối xứng nên nó cũng chỉ có 1 chỗ cắm nên 2 vẫn chỉ có 1. Vậy ở đây mình sẽ có 0, 1, 2 vẫn có 1 như bình thường. Đúng không ạ? 0, 1, 2 chúng ta vẫn có 1 như bình thường. 1, 1, 1, 1, 1. Được chưa? Vậy bây giờ tiếp tục đến anh 3 thì sao? Mình phải xây dựng lại nhá. 3 này. C nối đôi C gạch C. Đúng không? Anh 3 chỉ có 1 trường hợp này thôi. Thế thì vậy là 3 ta sẽ có 1 chỗ cắm, 2 chỗ cắm, 3 chỗ cắm. Nên 3 ta sẽ có 3. Đúng không ạ? 3 sẽ có 3. Vậy ta có 1 x 3 bằng 3. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Và nhiều bạn chọn nó có 5 đồng phân và các bạn đã chọn phải đáp án sai. Lý do tại sao 5 đồng phân ở đây các bạn lại chọn phải đáp án sai? Vì ở bài này đề bài của Thánh Minh hỏi là bao nhiêu đồng phân ester. Và các bạn phải chú ý rằng là có nối đôi CC thì mình phải xét đến hình học. Và nếu xét đến hình học thì anh 3 ở đây nó không phải có 3. Mà anh 3 ở đây nó sẽ phải có mấy? 4 nhá. Anh 3 ở đây nó phải có 4. Được chưa? Anh 3 ở đây có 4. Vì xét hình học nó sẽ có 4. Tại vị trí số 1 thì sẽ có hình học này. Tí thì vẽ cho em nhìn. Bây giờ 1 x 4 bằng 4. 4 cộng 1 cộng 1 thì bằng 6. Nhá. Vậy tổng cộng C4H6O2 có 6 đồng phân ester, trong đó có 5 cấu tạo và cộng 1 hình học. Dành cho các bạn vẫn còn thắc mắc, thầy vẽ cho các bạn cái đồng phân hình học của C4H6O2 ra các bạn nhìn nhá. Đây cái anh mà có hình học đây. Không cộng mà HCOO này, C này, nối đôi C gạch C, các bạn nhìn thấy có H. Đây có H đúng không? Thì cái cụm này nó khác cụm này chưa? Cụm này nó khác cụm này chưa? Nên nó có hình học. Và có hình học thì mình auto cộng thêm một đồng phân. Đúng không? Vậy nó sẽ có 6. Vậy thì tại đây chúng ta sẽ có một cái chú ý là gì ạ? Nếu mà đồng phân ester không no thì ta tìm được phương pháp 3, 4, 5. Nhưng ưu lý là 3 ở đây nó sẽ có 4 nếu xét cả đồng phân hình học. Còn 3 nó chỉ có 3 nếu không xét đồng phân hình học. Được chưa? Hãy lưu ý kỹ cho thầy mình cái chú ý này. Nhà 3 nó sẽ chỉ có 3 nếu chỉ xét đồng phân cấu tạo. Còn 3 nó sẽ có 4 khi mà xét cả đồng phân hình học. Được chưa? Dễ chưa? Dễ chưa? Ok chưa? Đấy, ở mát.